Chào cả nhà, chào cả nhà, chào cả nhà. Một tuần mới quay trở lại và lên kế hoạch cũng như là chia sẻ với anh chị về thị trường chứng khoán cũng như là các phương án để giao dịch trong thời gian tới đây ha. Chúng ta bước qua tháng 11 với phiên giao dịch thứ hai ngày hôm nay thì thị trường tiếp tục là cắt máu thêm 10 điểm. Nếu như mới phiên thứ sáu tuần trước Cuối tuần là một phiên giảm điểm đâu đó là 9 điểm, hôm nay thêm 10 điểm nữa. Vậy là ngay lập tức đã về đến cái hai cái con dao găm của IG đây rồi anh chị là cái hai cái đường màu tím với màu nâu này ạ. Thì khi nó về từ đây rồi thì phản ứng thị trường tiếp theo sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào phân tích các cổ phiếu trong thị trường cũng như em sẽ tiếp tục giới thiệu với anh chị một à, một vài cơ hội mà đang có dòng tiền và có tiềm năng trong giai đoạn tới đây anh chị để ý cùng với em nha. Nhìn qua về thị trường phiên ngày hôm nay thì có một mã đặc biệt đó là Vietcombank Từ chiều xanh sang chiều đỏ cho nên là cũng khiến cho chỉ số của chúng ta có tác động khá là mạnh vào phiên chiều à, Đây là diễn biến của cổ phiếu này Với thông tin về việc chia tách cổ tức bằng cổ phiếu 133% thì cổ phiếu có đảo chiều là tăng giá được Sau đấy thì lại như một cú lừa Vậy là diễn biến của các cổ phiếu ngân hàng giai đoạn này nó cũng đang khá là khó chịu Thì nhóm các cổ phiếu ngân hàng nó cũng là một vài cổ phiếu đại diện và chiếm tỷ trọng cao trong nhóm VN30. Vậy thì chỉ số VN30 thời điểm hiện tại này, nó đang đưa ra một cái gọi là tối hậu thư. Cuối tuần trước em có làm với anh chị đấy ạ. Thì khi nó nằm ở đây và nó chui các cái ông minh mọng này, nó xuống dưới thì dư địa giảm tiếp của VN30 là vẫn còn. Và nó sẽ giảm về vùng đó là quanh 1.300 điểm. Bây giờ đang là 1.312 thì giảm đâu đó khoảng biên độ là 12 điểm thôi. Là nhóm các cổ phiếu VN30 sẽ dừng chân và không giảm nữa. Tương tự đối với lại chỉ số VN Index thì đợt trước em cũng có chia sẻ với anh chị mình về cái kế hoạch của thị trường đúng không ạ? Sau khi nó giảm này, sau đó nó có những phiên hồi phục. Nên là viên 30 trong những phiên tới đây nếu như có hồi phục nhé, thì mọi người cũng đừng quá hưng phấn bởi vì cái nhịp nó hồi phục lên là rất bình thường thôi. Quan trọng là sau đấy nó giảm thêm một nhịp nữa, như VN Index thì của chúng ta đã về hai cái dấu găm vùng 1243 trước rồi Thì những cái này anh em có chia sẻ và cập nhật với anh chị trước rồi Thì giả sử VN30 nó có đi theo như vậy thì cũng đừng bất ngờ chị nhé Nó xuống đến dưới này là nó sẽ dừng chân và nó sẽ hồi phục thôi Vậy thì đợt này để mà giao dịch thì chúng ta nên lựa chọn các cổ phiếu nào Thì bây giờ sẽ đi vào nội tại thị trường và các nhóm ngành cũng như các cổ phiếu nội bật Để anh chị có thể theo dõi nhé khi mà bối cảnh thị trường trong vòng từ giữa tháng 10 đến bây giờ có vẻ như là hơi khó khăn và thật sự là rất khó khăn Khi mà nhiều mã cổ phiếu quay đầu giảm và thậm chí là có diễn biến uh, phá biên rất là nhanh Ở đây thì chúng ta thấy nhóm ngành ngân hàng thì đạo chiều rồi à, TP Bank thì về 16.5, VP Bank thì xuống biên dưới EB thì tăng được bao nhiêu giảm về bấy nhiêu MSB là về vùng 11.75 biên giữa giữa OCB thì còn phá biên dưới nữa, HD Bank rồi các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản thì không đồng đều TSH giảm giá ntl giảm giá nhưng mà ở chiều ngược lại vẫn có mã bất động sản đất xanh xanh được dig xanh được pdr xanh được vậy thì sang tới nhóm ngành chứng khoán chúng ta lại thấy dấu hiệu của một số cổ phiếu hôm nay bật tăng lên được và thu hút sự quan tâm trên thị trường rất là lớn thì khi nhìn vào cổ phiếu nổi bật nhất ngày hôm nay đó là fts thì đây sẽ là cái điều cái hình mẫu của chỉ số chung cũng như là thị trường chung trong những phiên tới mọi người để ý thấy có quen thuộc không ạ sau một quá trình giảm này được chưa sau đó chạm về hai cái rau găm đó là vùng đâu đó cái dao găm trên với cái dao găm dưới đây này hai cái đường màu tím màu nâu này thì khi chạm hai đường đó ngay lập tức cổ phiếu có phản ứng đó là dừng chân lại được và để tăng lại được ấy, thì nó không có tăng lại ngay được Đấy, ngày 22 tháng 10 nhé, là cổ phiếu giảm về đến vùng 40, 41, đến sau này, đến tận ngày hôm qua mùng 1 tháng 11, tức là trôi qua đâu đó 8 phiên giao dịch cổ phiếu lình xình đi ngang thì hôm nay nó mới bật tăng lên được và khi bật tăng lên thì tăng rất là nhanh. Chỉ trong một vài phút buổi chiều thôi là vút lên từ giá đỏ lên giá xanh và giữ nguyên giá xanh đó tới hết phiên. Vậy là chỉ số chung của mình nhá, nếu như nó cân bằng được thì nó cũng sẽ dễ xuất hiện những cái phiên mà nổ lên, bùng lên như thế này Nên để giao dịch và mua bán các cổ phiếu thời điểm này Thì em xác định là nhà đầu tư phải đặt cược Và nhà đầu tư phải giải ra cũng như là chấp nhận mua trước Có thể mua xong nó chưa có lợi nhuận ngay đó, lình xình lình xình này nó vẫn nằm về đây thôi Nhưng mà khi nó tích lũy và nó giữ được một vùng nền giá Sau đó cổ phiếu sẽ có phiên bật lên và hút về khách sạn Như FTS ngày hôm nay thì đã về đến xong khách sạn hút lên rồi đây Tương tự đối với chỉ số VNX của mình nhé Mọi người sẽ thấy là đã có những cái hình mẫu đi trước đấy rồi thì ở đây nó, nó sẽ có những cái vùng lình xình lình xình cân bằng được thì nó sẽ tạo ra những phiên tăng giá quay trở lại nếu như xuất hiện những phiên có dòng tiền đổ vào mạnh tăng giá quay trở lại thì đó là thời điểm xác nhận thị trường lấy lại trên và tái tích lũy trở lại đi lên còn trong trường hợp mà phá vỡ đi các cái vùng hỗ trợ trong trên khung đồ thị tuần ấy ạ thì thật sự là nó sẽ khá là xấu Bởi vì thị trường của mình đã nén chặt lại trong thời điểm từ tháng 8 này, tháng 9 này, tháng 10 này Cũng ở vùng này nhé Trước đấy đầu năm là có tháng 5 này, rồi thời điểm tháng tư này Cũng tiến lên những cái vùng cạn 1.300 và không vượt qua được Và bây giờ nếu như là phá bên dưới này thì có thể áp lực bán ra trong trung uh, hạn nó sẽ nhiều Và... À, trong bối cảnh thị trường hiện đại khi mà lọc cổ phiếu cũng như là nhìn về bối cảnh thị trường ở đây thì em thấy rằng chủ yếu tác động nó sẽ đến từ nhóm viên 30 thôi. Còn nhóm các cổ phiếu và các cái chỉ số mid cap ấy, thì nó đã có dấu hiệu dừng chân rồi. À, trong các cổ phiếu lọc ra thì có một mã cổ phiếu mà hôm nay thấy có tín hiệu tích cực đó là mã HAH. Đây là mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành cảng biển và có đồ thị giữ giá được trong thời gian vừa qua, có hỗ trợ ở vùng giá 42.8 đang giữ được, hôm nay rút chân lên thể hiện những tín hiệu mà tích cực hơn so với thị trường. Nếu như nhà đầu tư nào đang nắm giữ cổ phiếu HAH thuộc nhóm ngành cảng biển hoặc là muốn giải ngân mua thì có thể chú ý nhé. Mã này nó nằm ở trong vùng màu trắng là vùng mà có cơ hội tăng giá được. Còn xét về chỉ số trung viên của mình thì nó vẫn đang nằm ở trong vùng màu đỏ là từ thời điểm uh, giữa tháng 10 là thôi là em đã cảnh báo với anh chị về việc đấy là liên tục liên tục bị từ chối giá và nó nằm trong vùng màu đỏ này thì nên giao dịch với một cái tỷ trọng vừa phải thôi và cũng có hạn chế một số cổ phiếu, tỷ lệ thắng chắc chắn là nó sẽ không được cao khi mà như khi vn nó nằm ở trong cái vùng màu trắng thì tới điểm hiện tại này mặc dù nó chưa thoát ra được khỏi vùng màu đỏ nhưng nó cũng đã có những cái dấu hiệu và có những cái tín hiệu tích cực của việc đó là À, có thể dừng tạo ra một nhịp hồi phục trước khi có diễn biến mới. Thì em vừa có giới thiệu với anh chị mã cổ phiếu HAH rồi ha và một cổ phiếu nữa mà nó nhỏ hơn và nó thuộc những cái nhóm các cổ phiếu ngách hơn đó là TTA. Mã cổ phiếu này thì nền tảng tích lũy có này. Giai đoạn trước đấy có một nhịp tăng giá vào tháng 5 uh, Rất là hot trên thị trường Thì sau quá trình sideways và down Cũng như là tái tiến trở lại Thì bây giờ nó đang muốn tăng trở lại Giống như là cổ phiếu VGI ấy anh chị đấy, Sau một quá trình uh, tăng rất là hot trên thị trường nhá, Nó rũ bỏ xuống, lình xình lình xình Và bây giờ nó đang muốn tăng trở lại Nên nếu như nhà đầu tư nào mà quan tâm đến họ Viettel Hoặc là chú ý đến các cái cổ phiếu riêng biệt Thì có thể uh, chú ý lại như VGI này Đấy, lần này nó đang thể hiện là tín hiệu tích cực hơn khi mà thoát ra khỏi vùng màu đỏ này đã tăng mạnh điều chỉnh trở lại hôm nay rút chân thì em dự đoán là những cổ phiếu họ nhiều việt theo nó có khả năng đi ngược so với lại thị trường vtp là mã khỏe hơn và hôm nay thì bật tăng rồi mà bật tăng tiến lại vùng đỉnh cũ này thì không mua được thì có một mã penny khác một mã nho nhỏ khác nếu như đợt này anh chị nào mà cố gắng giao dịch hoặc là muốn tìm kiếm thêm các cái cơ hội thì có thể chú ý ông là hQc mã cổ phiếu này thì nó cũng dạng đó là đã chiết khấu sâu và về những vùng dưới đáy thôi nhưng mà đánh những cổ phiếu này thì nó chỉ được tỷ trọng nhỏ và một số tiền vừa phải thôi nếu như chúng thì cũng uh, sẽ trúng được một cái đoạn tăng khá là sốc còn nếu sai thì nên cắt lỗ luôn nhé khi cổ phiếu này phá đi vùng đáy 3.2 cắt luôn ạ uh, Vậy thì trong cái bối cảnh thị trường này khi mà chỉ số vnx của chúng ta nó đang nằm ở những cái vùng mà uh, danh giới của trung hạn như vậy một là giàu hai là nghèo ấy thì theo em là anh chị hãy giao dịch với một tỷ trọng vừa phải và chờ đợi các cái tín hiệu xác nhận để có thể mua vào các cổ phiếu mạnh nhất trong thời điểm sắp tới ở những giai đoạn thị trường khó khăn thì anh em cũng sẽ cố gắng giới thiệu tới mọi người những cơ hội mà uh, làm sao cái tỷ lệ thành công cái tỷ lệ mà có khả năng mang lại lợi nhuận ấy, nó còn có tức là nó còn có được một vài phiên tăng xanh còn nó có tạo trend được hay không thì uh, chưa chắc đúng không ạ thì uh, trong thời gian tới đây khi thị trường của mình xác nhận theo một cái trend mạnh hơn thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng danh mục cũng như là các cổ phiếu để anh chị có thể mua vào theo uh, tín hiệu dòng tiền những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt mạnh mẽ hơn nha anh chị nào chưa có tài khoản tại công ty chứng khoán SSI hay là bên gem thì liên hệ với em Hảo mở một tài khoản mới này Um, SSI thì sẽ có thêm đó là app uh, anh em câu lạc bộ ITP đã dành riêng cho khách hàng đó là app chứng khoán ITP. Sau khi anh chị tải về thì mọi người sẽ nhận được thêm các cái tín hiệu ở trên đó để mình tham khảo ha. Ngoài ra thì bây giờ nhà đầu tư cũng đang quan tâm đến việc đấy là ngày mai mùng 5 tháng 11 uh, Donald Trump hay là bà Kamala Harris này sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống mới của Mỹ thì uh, các cái ngành nghề người ta dự đoán cũng như là đưa ra các góc nhìn à, tích cực hay là tiêu cực như thế nào thì chúng ta cùng chờ đợi trong những phiên tới đây và các cái chính sách về à, thuế này về chính sách đối ngoại về y tế về thương mại thì cũng có sự khác biệt à, khá khá là nhiều giữa hai ứng cử viên này thì chỉ có một phiên giao dịch ngày mai thôi, anh chị cùng chờ đợi và đón xem phản ứng của các cái thị trường như thế nào nhé. Hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy dấu hiệu của thị trường chứng khoán Mỹ đó là à, sau một phiên mở gác giảm thì hôm qua cuối tuần thì đã cũng đã tăng xanh lên, xanh lên thì đến tối nay bắt đầu giao dịch tiếp thì chúng ta sẽ có một cây nến và kết quả vào buổi sáng ngày mai anh chị sẽ cập nhật cùng với em trong các phiên live stream từ 8h45 sáng tới hết phiên trưa và phiên chiều ở trên kênh ATP Club và Ichimoku chị phát anh chị ha chúc anh chị có buổi chiều vui vẻ và cần hỗ trợ thêm cơ cấu danh mục đoạn này quan trọng nên là hãy hỏi chi tiết cụ thể từng mã để anh em có thể đưa ra các cái góc nhìn cũng như là tìm kiếm cơ hội cho anh chị mình anh chị ha xin chào và hẹn gặp lại.